Anh sợ thì chắc lúc đó anh sợ lắm. Đặt máy để chọt vô để đặt stand. Sợ nhìn ra cửa thì thấy vợ con mình đứng ngoài đó. Anh tưởng tượng như là chắc đây là hình ảnh cuối cùng, không còn thấy nữa. Sợ lúc đó sợ lắm anh. Không, đừng ai nói không sợ là không đúng, sợ lắm. Trời ơi, tưởng ông chết rồi đó. Đoàn phim kêu vô liên tục, lần phim kêu vô mấy chục người kêu mà kêu trả lời không kịp luôn. Lúc con đem vô phòng mổ á, lúc con nằm trên cái giường mổ đó là đây có như cái màn hình mình thấy luôn. Hồ máu sồ sồ mà quá chết luôn. Tưởng chết nữa. Không biết mình qua khỏi cái đợt phẫu thuật này không? Hay là nó đi luôn đó. Thì may mắn cho nó qua được. Sao bữa nay anh có linh cảm nó không ổn tí nào hết trơn? Trời ơi, nghe mới vô mới đầu ngày mà nghe có vẻ như là khi mình đập mạnh quá thôi. Anh có sao không? Lâu lắm rồi anh mới có một cái cảm giác mà nó sợ như vậy. Em có sợ không? Sợ gì? Sợ gì? Ủa em sợ? Sợ cái gì? Linh cảm lắm nha. Anh chọc em không? Hôm nay đó nha, anh sẽ đưa em đi gặp một ông trùm xã hội đen hả? Xã hội đen hả? Ghê hơn nghĩ luôn. Trùm cái gì? Trùm bất động sản, trùm gì đó, hay là trùm xã hội đen, hay là trùm là trùm cái gì? Ghê lắm. Nói chung là trùm của các loại trùm. Đi không? Cũng được, nhưng mà trùm gì nghe ghê vậy? Thì gặp cái là biết liền à. Tại trùm vậy nên anh mới hồi hộp lo sợ vậy đó hả? Thì đó. Em gặp lớ quớ là em rớt cái đồng hồ luôn á. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cúc 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 cộc cộc cộc. Nói em gõ đi. Ê, anh thì cái gì mà đáng sợ hay khó khó hay kêu em à? Anh mới là cái người mà trong nhà có đàn ông để làm gì? Anh mới là cái người mà luôn luôn hy sinh cho em nè. Gì đó? Thấy ghê chưa? Ai mà lợi phá nhà tôi cho biết nhà này có ai không? Phan Như Thảo. Ê, thấy ghê chưa? Rần vậy nè hả? Hết hồn đi. Ờ, Mr. Bean nè, Phan Như Thảo nè. Dạ đúng rồi. Ủa này đâu gió bão đâu đừng bay tới đây vậy? Thì vô đập cửa âm ăn sớm người ta. Ông cho em vô nhà được không? Ông à, đi. Mời. Hôm nay thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà có quà tặng anh. À, thăm là có quà liền hả? Để khoe quà. Cảm ơn chương trình. Chào Quốc Thuận. Chào anh. Chào người đẹp Phan Như Thảo. Hồi nãy giờ là làm cho không khí cho nó hồi hộp thôi. Mà không ngờ bé Thảo nó cười quá. Thành ra là cái sự hành động đi để. Cái không khí hành động của anh em mình nó chuyển qua hài luôn rồi. Bây giờ hài tiếp nè. Giới thiệu đây là người yêu lâu năm của anh, bà xã anh đó, ở nhà kêu bé Heo, người bả tên Thu Hương đó. Quá hài luôn đó. Chị bé Heo với anh Mã Trung á, năm nay là được bao 30 năm chưa? Hơn chứ? 49 năm. Đó, bạn nhớ. Trời ơi, sắp là đám cưới vàng rồi. Đúng không? 49 năm là thành kim cương luôn rồi. Kim cương rồi, vàng kim cương. Ủa vàng là nhiêu? 30 năm. 30. Đó, bởi. Ồ. Giờ kim cương rồi. Hồi đó giờ chưa tổ chức, cái vụ này là chưa tổ chức. Chưa, chuyển sao chưa tới. Bởi vậy. Trời ơi, vợ chồng em là mới có kỷ niệm đám cưới nhựa hả anh? Anh Trung, như chị là có tổng cộng bao nhiêu người con? Ba cháu gái. Gái hết luôn? Gái hết. Ủa, hồi giờ là các em ở đâu anh Trung ạ? Đứa lớn thì ở, cũng có chồng con ở cái nhà cũ của mình với kia bên quận 3. Yeah. Đứa thứ hai thì cũng ở quận 3 Trần Nhân Đan, cũng chồng con bên đó. Yeah. Đứa Út thì ở bên Mỹ. À, không có đứa nào ở với anh chưa? Không, nó sợ phải hầu phải lo.
Nói về giờ hai chồng già hữu hỷ nhau nè, cũng vui. Anh Trung là em có theo dõi anh thì thấy anh mới xong phim đúng không? Anh vừa xong cái phim hôm qua là anh quay vừa xong 50 tập phim cho phim Gió Ngược Chiều của đạo diễn Minh Muốn. Dạ. Dạ, trước cũng đồng thời cũng xong vai bên phim của Cây Sách Tăng của thuộc địa của Nga qua Việt Nam quay. Và chị Hương ảnh đi quay suốt diễn nhà rồi, có lo lắng gì không chị Hương? Lo, mỗi lần gọi điện vậy đó mình cũng lo đủ thứ như kia đó. Dạ. Tại mà không có cái bệnh tim á. Dạ. Đã một lần rồi đó, làm một lần rồi cái ổng vừa đóng phim gì đó, phim gì giờ nó mới ăn thụ, có lẽ em Nam rồi, những lẽ em Nam cũng bị một bị vô viện ra bị nghẽn một mạch tim, cấp cứu luôn, quay tại bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện luôn. Trời, đúng là tổ thương đúng không? Đúng rồi. Cũng là ông bà mình đau à, tự nhiên mình đau hết. Đang diễn cái cảnh đó, mình chỉ thân Thiên Hà diễn cái cảnh mà Thiên Hà vô tắt oxy cho ông chết để đoạt gia tài. Lúc oxy thì khi bị ngộp thiệt buông ra cái thở không nổi, lúc đó da da Thiên Nhiên nhào vô ôm ba hơi ba hỏi lắc hoài nè, cái diễn thiệt luôn mình thiệt. Mà nó mệt không thở, mình thở không oxy, xong có cắt đầu diễn có cắt, xong đẩy ra mày nặng mày đè tao thở không nổi, còn giỡn nữa. Rồi xong cái mặt xanh lè luôn thì quay lộ 4 mới đưa xuống dưới đất phòng cấp cứu, rồi lên nằm lên giường, làm sao là mổ đặt stent vô. Trời ơi. Ừ, cái đó là may mắn không anh? Nó có tốt, nó chiếu thấy có ba cái nhánh này nè, động mạch nó một cái nhánh nó bung bung dưới phổi á. Thì cái nhánh đó lại không bị nghẽn, là thứ nó không có tưới máu vô phổi đó. À, cho nên thở không được đó. Không được, không không khí, không oxy. Anh Trung là giờ là ngoài đóng phim ra thì có làm thêm công việc gì nữa không anh Trung? Anh đâu biết gì nữa, nó là biết cái nghề đóng phim thôi. Anh Trung ngày xưa là từ đầu là từ trẻ lớn lên là đóng phim luôn tới bây giờ, hay có làm nghề khác không? Không anh? Có thời gian, cũng kinh doanh đi làm cho người ta đó, phụ trách về cái nhà hàng đó, nhà hàng mấy khu du lịch rồi đó cũng có. Cái duyên đến với nghề thì làm thôi. Thời đó là quen với Tú Trinh với Mỹ Trinh, dẫn tới đoàn phim chơi đó thì gặp anh Lê Vòng Hoa. Yeah. Anh Lê Vòng Hoa đạo diễn cái Gián Bài Lật Ngửa hồi xưa đó, thì ảnh mới nhìn ông nói, ông này có cái nét hay quá nè, ông làm đi. Trời, tôi biết gì đâu, tôi làm. Ông nói to cái làm đi, mo kèm cho to. Rồi mình làm lần lần cái mình cũng quen. Mình làm lần lần quen. Cái nghiệp nó vô. Thì làm đâu được cũng mười mấy phim, hồi đó phim nhựa mà, làm đâu được mười mấy phim. Thì bắt đầu thấy nó kỳ kỳ nha. Tại vì cái thu nhập hồi đó phim nhà nước mà, cái tiền nó cũng nhiều, hồi đó lâu. Một năm mới làm một phim. Mà thu nhập cũng đâu có sống được. Cái mình lén lén vợ đó. Lâu bán vàng, lén lén bán, lấy tiền đi ăn, đi phim, làm phim. Cái sau cái con cái, bắt đầu con cái nữa, mới suy nghĩ nó, ủa cái này cô không ổn rồi. Nó hơi sai chỗ nào bán, nha. Làm phim không lên vàng về, còn bán vàng ở nhà đi bớt nữa đó, có sao? Thiệt mà. Hỏi cái mấy người làm ở đó biết. Bán vàng làm phim. Đúng rồi. Lấy để đi ăn, thêm tiêu xài cái nọ, chứ trong thời gian mình làm đâu có đủ đâu. Cái thấy được thôi, cái mới ngừng để lo kinh doanh, để nuôi con, phụ nuôi con cái kia nọ. Cứ khoảng 10 năm, rồi quay trở lại làm tiếp. Chị bình thường là chị nghe anh về anh kể làm phim làm gì, chị có cảm giác như thế nào? Chị có hiểu con nhân vật, chị có chia sẻ nhân vật hay là bàn luận về nhân vật không? Có ạ. Phê bình chính xác luôn á. Phê bình hả? Làm khán giả bình thường thôi chứ không đóng vai người vợ, đóng giả. Không có khen đâu, đóng giờ mà giả. Không thấy không đạt lên. Anh ôm cô này chưa có thật, anh ôm phải mạnh hơn, anh phải tình tứ hơn. Anh ôm tôi nè. Anh ôm tôi hơn. Cái vụ ôm tôi là như vậy, bà coi cái phim thì mình bế cô kia để lên giường. Cái bà nói là hồi đó giờ không bế tôi hết trơn, nhỏ nó ông bế còn hơn, mà cô đó thì có ba mấy bốn ký à. Còn như vậy sao tôi bế nổi. Có những cái cũng vui buồn thì thật sự thì bữa nay thì sẵn nói thì anh nói luôn, thì những cái hy sinh thầm lặng của bà thì anh cũng ghi nhận. Em được biết á, anh đó giờ á là một người mà lo công việc thôi, lo bên ngoài thôi, còn chuyện mà ở trong nhà đó là hầu như là anh rất là khiêm tốn đó. Thí dụ như là nấu ăn, anh biết nấu 10 món trở lại không? Không đúng không? Một món bị gói. Anh có đi chợ không? Anh đi chợ, anh ra tiệm đó bên kia ta lắc đầu rồi kìa. Không, bây giờ bữa nay nè, anh dẫn anh đi chỗ này đã lắm, bảo đảm khoái, đi với em nha. Chợ gần đi, đây đi chợ ví dụ về nấu ăn. Mà có tiền không đó, không có tiền thì xin hai ông đi chợ đi. Ủa, tiền đưa nóc nhà giữ nè, có tiền nè, đưa anh cầm đi. Trời ơi, đi chợ, trời ơi, 200.000 mua phủ phê luôn nè. Thôi đó, giờ đó là chị đi không à. Ủa sao vậy? Thì em mỗi lần mà đi mình nghe nói mà vợ nghệ sĩ đi đó là bị người ta chém dữ lắm. Trời, không có đâu. Thì đi với em không có chém đâu. Tại tao nói là hai cái mặt mấy diễn viên đó là giàu lắm. Bây giờ anh đi thử với em, cái đó cũng là cái điều nhức đầu của mình. Anh đi thử với em đi.
không bao giờ bị chặt chém. Giờ đi đâu anh? Được nha, ha. Ổn không anh? Đi đến chỗ nào nó có bán đồ rồi nấu cơm nha, đủ 9 món nha. Nhưng mà đủ không? Anh ổn không? Ổn. Ổn đi. 200 là đủ rồi. Đi lẹ anh ơi. Rồi, mua nấu canh gì anh? Canh mua nấm không? Canh chua. Canh chua hả? Bạc hà nè, khóm giá nè. Anh thấy vợ anh mua cái đó nè bà. Me. Đậu bắp nữa nè. Đậu bắp. Ủa giờ này còn chỗ nào bán cá không vậy? Đâu? Kìa em thấy kìa, có cái gì. Rồi, rồi. Nhiều cái tiền. Có bớt không? Nó còn có 15 ngàn. Trời ơi, bớt 15 ngàn kìa. Là còn 20 đúng không? Mua cá nha. Mát mẻ ha. Lâu lâu đi chợ cũng là niềm vui. Đó là gì biết vô đây mình mua. Trời ơi, vô đây mua nó mát không? Nè. Wow. Ngon tươi luôn. Đó. Nhiêu cân rồi? 54 ngàn. Chị, mấy cái hình này là cái gì? Chị Bích Chi hồi xưa nè. Đúng rồi. Chị Bích Chi là con gái nhà mình à? Đúng. Oh wow, chị gái Úc á. Úc à? Ít khi nào thấy anh chia sẻ về gia đình gì trên báo chí lắm luôn á, cho nên không biết hai chồng đã sinh con đẹp dữ luôn. Dễ thương quá. Chị Chi đang ở đâu ạ? Ở Mỹ, ở Cali. À rồi, là hai anh chị có hay qua Mỹ với con không? Có, thỉnh thoảng. Là mình sẽ ở một nửa thời gian ở Việt Nam, một nửa thời gian ở Mỹ, hay là mình khi nào mình đi du lịch chơi mấy tháng nữa thì về. À, chứ mình không có định qua đó hả? Mình vẫn thích ở đây hơn. Cơ duyên mà anh chị gặp nhau ngày xưa là như thế nào ạ? Mình còn nhớ là mình gặp sao không? Yêu đương sao? Gặp tình cờ vậy thôi à, là như mình không thích thì sao đó, mình ghét thì sao đó là mình gặp. Ơ vậy ạ, anh hồi trẻ chắc cũng đẹp trai mà chị hả? Ừ, đẹp trai lắm. Đẹp trai lắm. Mà không đào hoa lắm. Gia đình đó là cũng ít cho con mà quen như vậy đó, tài tánh ổng đào hoa đó, trẻ trung rồi ổng chơi rồi ổng nói chung là ổng sành điệu đó. Có phải dân chơi không? Chắc vậy. Trong gia đình Thảnh là một người như thế nào? Ảnh rất là nhìn gia trưởng. Như thế nào là gia trưởng? Như ổng là nó có cái tánh khó nghiêm khắc trong gia đình vậy. Ngoài đường thì ổng hoạt bát rồi vui vẻ rồi vậy, nói chung về nhà khó chịu theo kiểu mấy ông già vậy. Chị nghĩ là chắc tại nhà có con gái á, thì mình phải làm vậy để cho con mình nó nề nếp vậy đó. Anh với chị bé Heo là gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Cũng đi phim chung thôi sao? Không phải, hồi xưa bà có tiệm cơm, bà bán cơm, rồi anh đến ăn, rồi anh thiếu nợ, rồi anh trả tới giờ luôn. Không thiệt mà. Thật sự mà nói luôn, bây giờ mà anh còn phong độ như thế này, huống hồ chi cách đây coi như là. Đây quý vị nhìn xem. Đây, trước đây anh Mã Trung phong độ lịch lãm, nhìn đây, đó, lãng tử nữa. Tại vì anh với chị có những cái trận cãi vã nào mà có chứ. Liên quan đến cái chuyện là chị ghen? Có. Nhiều mà. Cái đó mình đừng có nhắc cái bà tua lại, nhớ là nhớ là kỳ lắm. Không có, chị không có nghe đâu, chị không có coi đâu. Ừ, không, thật sự là thì tuổi trẻ anh cũng bay nhảy vậy thôi, nhưng mà cũng chưa có vụ án nào lớn. Đó, mình cũng có mức độ dừng đó. Thì mới cái đến giờ này được. Thì nói chung thì anh cũng biết sửa sai, rồi vợ anh thì cũng biết thông cảm tha thứ. Cho cơ hội làm lại. Thế những lúc mà anh đi phim không ở nhà chị làm gì? Chị có đi làm cho nhà nước á, về phải lo cho con, nói chung là cũng hơi cực á. Chị có bao giờ kêu là thôi anh đừng đóng phim lên ở nhà luôn đi không? Kiếm việc khác làm cho nó ổn định không? Nói không chịu. Nói, có nói không? Có nói có, rồi có à? Có nói. À. Mà ông chị cũng thích thì sao bây giờ? Cũng đam mê lắm. Làm như cái máu nó vẫn ở trong người không? Mỗi lần ở nhà mà không có phim hay gì đó là ông nhớ, ngồi buồn á. Nhưng mà nếu anh chưa gia trưởng vậy, anh có thích con trai không chị? Anh có bao giờ nói là sanh cho anh đứa con trai thêm không? Có. Bởi vì mới đẻ ba đứa. À, là kiếm con trai hả? Ờ, kiếm con trai đó. Con gái thì có đẻ một đứa thôi. Thích con trai đó mới đẻ, chỉ khi nào có con trai thôi, ngừng tới ba đứa là thôi hết rồi. Nói chung công sức chịu đựng của mình chắc nó cũng dữ lắm á. Nó là kỳ cụ lắm. Mình chịu đựng điều đó vì tình yêu à? Đúng rồi, tình cảm rồi, với lại chắc cái số mệnh mình phải vậy, mình phải chịu thôi chứ sao vậy. Mình cứ cầu trời đi, từ từ thôi. Sáng lên mình sẽ hưởng những cái phước đức gì sao. Con mình
nó lo cho mình. Tại vì em thấy là chị là người rất là hy sinh cho gia đình. Chị làm tất cả mọi thứ để cho chồng mình được quyền theo đuổi đam mê nè. Rồi chị cũng không có hề thấy là mình thiệt thòi hay gì hết, mà chị lại nghĩ là mình đã chọn cái người chồng này rồi, mình phải chịu cái chuyện này thôi. Chính xác. Rồi cái tay thì sao vậy? Cái tay này thì hôm trước thì quay cho bên Bấm anh với Đoàn Minh Tài, thì cái cảnh xô đẩy nhau đó thì Minh Bấm mới nói là anh Mã Trung, anh siết cho mạnh cho thật đi, cho tại mấy lấy cảnh á. Cho nó thật chút xíu thì anh siết vô thì tại chắc nó đau. Đau xong nó cái cảnh nó xô anh ra, nó xô đẩy mạnh cái móng tay này xước không được. Em nghĩ chắc nghề nghiệp mà nó vậy là bình thường thôi, bình thường nhưng mà ngoài những cái sự cố như thế này, rồi cái sự cố là trong lúc quay phim phát hiện là tim anh có vấn đề, cái đó thì không còn phải là tai nạn nghề nghiệp, cái đó là trong người mình nó bị bệnh ngay thời điểm mình đang làm phim, do nó làm việc mình đuối sức rồi đó, và lấy cảm xúc rồi kia nọ đó thì nó cũng ảnh hưởng về tim mạch, nhưng mà mình đã có cái bệnh trong người rồi nó bật ra như vậy. Cái lúc mà anh nằm trong bệnh viện đó, là chị á, khi mà vào mà gặp anh, khi mà anh tỉnh anh nhìn thấy chị đó, lúc đó anh có nhìn thấy được cái cảm xúc của thì vừa nghe anh bị là vợ anh vô để chăm sóc anh liền, người đầu tiên, rồi mấy đứa con vô, rồi bạn bè vô, bên ekip đoàn phim vô. Nó có cái hình ảnh anh nhớ nhất là anh đẩy vô cái phòng mổ, thì phòng mổ cái bệnh viện nó cũng hiện đại, nó có cái kiến ở ngoài đó, ở ngoài người nhìn vô được. Anh sợ thì chắc lúc đó anh sợ lắm, đặt máy để chọt vô để đặt stent, sợ nhìn ra cửa thì thấy vợ con mình đứng ngoài đó. Anh tưởng tượng như là chắc đây là hình ảnh cuối cùng rồi, không còn thấy nữa. Sợ, lúc đó sợ lắm, không đừng ai nói không sợ là không đúng, sợ lắm. Tức là chân bước này chỉ bước kia, không biết mình qua khỏi cái đợt phẫu thuật này không, hay là nó đi luôn đó, thì may mắn sao nó qua được. Trời ơi, tưởng ông chết rồi đó. Đoàn phim kêu vô liên tục, lần phim kêu vô mấy chục người kêu, mà kêu trả lời không kịp luôn. Lúc con đem vô phòng mổ á, lúc con nằm trên cái giường mổ đó là đây có như cái màn hình mình thấy luôn, hồ máu sù sù quá chết luôn, tưởng chết nữa. Rồi tôi chạy không kịp, tại vì cái tên nó mua rất là khó, mà quận 2 thì bị kẹt xe, chỗ cắt lái gì đó, chỗ đó bị kẹt xe, mà buổi chiều thì nó đông lắm, không kịp là ông chết rồi. Mà trời thương thì sao, trời cầu nguyện hỏi cái ông bệnh viện đó, ông chủ bệnh viện đó, ông nói trời cầu nguyện được nguyện đi mấy đoàn phim vô, thôi bây giờ cứ cầu nguyện đi cho ông sống đi, quá trời người cầu nên đó. Cũng cảm ơn mấy anh chị em nghệ sĩ đó, thương ông á, rồi cầu nguyện cho ông nhờ cái nhiều cái người nói lên đó, cầu nguyện đó mình mới được tốt á. Bệnh ổng là thập tử nhất sinh. Vậy tính ra sức khỏe của anh cũng yếu quá ha. Bây giờ ông đỡ rồi Giờ ông bớt rồi đó, khỏe rồi đó. Mà như điều ông cũng càng ngày thấy ông ốm yếu rồi đó. Nghĩ cái nguy hiểm rồi đó, anh nghĩ đến điều gì lúc đó? Anh nghĩ bây giờ nếu mình sống được là một cái điều may mắn của mình nhất. Cái đó nhiều khi nó cũng dễ chết lắm, cái bệnh nó dễ chết, nó nghẽn một cái không kịp là chết. Thì anh mới nghĩ, suy nghĩ lại, mình sống rồi đó giờ có đàng hoàng, có tốt chưa, mình có đầy đủ bổn phận với gia đình chưa. Tự nhiên nó bao nhiêu thứ mình suy nghĩ lúc nằm trong cái bàn mổ á, rồi tại sao hồi đó mình không làm, bây giờ rủi có gì là làm sao, mình có cơ hội để làm không. Nó có những cái giống như cái thử thách để sau này mình khi mình khỏe lại rồi mình mới nhìn lại những lúc mình bệnh hoạn hay là đau yếu, vợ con mình lo lắng, rồi có những cái tình thương như vậy. Rồi thứ hai nữa là mình thấy mình đã sống đáp lại đúng tình thương đó không. Cái điều đó là giống như cảnh một hồi chuông để mà cho mình tỉnh người lại. Dạ. Chứ trước đó thì anh nghĩ sức mạnh tôi khỏe, tôi làm, tôi đi chơi, ỷ lại đó, chứ không quan tâm, tôi đâu cần nhà ai đâu, cần ai lo chăm sóc của tôi đâu, đúng không? Hay là tôi không trách nhiệm đối với ai hết, tôi cứ thoải mái thôi. Thì sau này khi mà bị qua cái cơn đó thì mình thấy cuộc sống nó mong manh quá đi. Dạ. Thì mình mới có những suy nghĩ, mình hối tiếc những gì mình làm được chưa hay chưa được làm. Hay quá. Rồi bây giờ mỗi lần đi quay là anh đi một mình anh hay là có chị đi? Thì lúc mà anh bệnh xong thì có lần anh quay bên Sa Phương Nam, quay ở Đình Đại Nam, cái cảnh anh đóng vai là ông vua, rồi bị người ta phản dí anh lúc anh vừa hết bệnh đó. Dí anh mới nhảy xuống cái ao ở chỗ Đình Đại Nam, cái ao cạn thôi. Cái cảnh vậy thôi, không có gì, thì thấy không gì nguy hiểm, ao cạn nó ao nhân tạo mà. Bà đứng bà la lên, nó nói không được, trời ơi, ông mới bệnh mới hết, ông nhảy xuống là có gì làm sao, rồi chết người đó. Là càng đứng cao không cho đạo diễn quay. Cuối cùng phải đúp lại là cho một người khác bận cái độ lông bào, rồi anh nhảy xuống để quay. Đúng. Lúc đó anh có bực không?
bực chứ. Bực chứ đúng không? Mình thấy mình vẫn chịu được bình thường mà mình đang mắc diễn nữa không? Có la bà không? Có la bà ngoài hiện trường không? Không, la gì bà la lỡ chết luôn. La một gì bà la mười á. Bà nói tôi lo cho ông, tôi la thôi. Ở những lúc anh đi quay phim như vậy á, chị ở nhà thì anh có suy nghĩ nhiều về chị ở nhà sẽ lo lắng những cái vấn đề với anh hay không? Không, lần lần cũng quen anh. Bởi vì nói chung thì qua một thời gian anh bị cái đó là năm 2015. Tới nay là cũng gần 9 năm rồi. Thì cũng may mắn rồi anh cũng đi thuốc men, nó lo khám bác sĩ thường xuyên định kỳ đó. Dạ. Thì nó thấy tạm ổn thì chị cũng bớt lo rồi, bớt lo chuyện đó. Có những cái khi đi xa quá, vô đi xa xôi sợ ăn uống thất thường nó dạ. thiếu thốn thì nó không tốt sức khỏe thôi. Dạ. Nhưng mà anh cũng gọi điện về nói hoài cái tôi đang ở đây làm gì đó, còn những cái nào mà nó cực khổ quá vô rừng dạ, cái nọ nó thiếu thốn thì mình giấu cho biết giấu sướng lắm. Trời ơi, làm phim nó sướng lắm. Đúng rồi anh ơi, sướng lắm. Chị là người sẽ nấu ăn chăm sóc nâng niu, nấu nhiều khi chè không ngon dạ. Về đi chợ mà về nấu xong về chè, đi chợ cực nó đâu có sướng. Giờ bỏ tiền ra để tính toán ăn cái gì đó. Hồi xưa nó khổ ghê lắm mà mình còn sống được. Bây giờ mình quá sướng, mình có đòi hỏi gì không? Trong bao nhiêu năm, 49 năm cuộc đời đó, có bao giờ mình nghĩ đến chuyện là mình sẽ phải không ở với người đàn ông này nữa để mình có thể tự ba mẹ con mình lo cho, bố mẹ con mình lo cho nhau không? Có đôi khi mình cũng nghĩ như vậy đó. Mình nghĩ tới con mình lớn lên, lấy vợ lấy chồng. Mình lấy vợ lấy chồng, ví dụ mà người chồng có vợ khác rồi, người vợ có chồng khác rồi, tội mấy đứa con mình đó. Mà mình chịu được thì nó qua thôi, đâu có gì đâu, bình thường. Trong 49 năm cuộc đời vợ với anh, nó có bao giờ chị cãi lại anh lúc nào chưa? Cãi hoài. Ủa có cãi hả? Sao em thấy là chị chịu đựng vậy? Chị có cãi không? Cãi là thôi à. Ngồi về ông năn nỉ, ông nói này nói kia, cái mình quên à. Rồi cái ông vừa làm quệ hay lắm. Cái mình mới ở được mấy chục năm vậy chứ. Rồi về à, nấu ăn, anh có nấu ăn không? Không, có biết, ông đâu biết làm gì đâu. Nói chung là một ngày cơm nước thì chị lo cho ông hết. Ăn uống rồi dọn ra cho ông ăn từ xưa giờ vậy. Rồi chị mà không có ở nhà thì ông ăn cái gì? Thì ông ra đường ông ăn, ông đi, ông lấy cái xe ông chạy ông đi ông ăn. Ăn ngoài đường luôn? Ông thích ăn gì ông ăn. Diêu Man Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Hôm nay là chỗ tài làm bếp nè, thấy không? Tính ra tôi đi chợ cũng vậy, cũng giỏi quá chứ bộ. Hôm nay tiếp đón ekip trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Dạ. Thì ở nhà có món gì làm món đó. Thì tôi rất là khéo tay, tôi nấu được cái... Đâu? Những món nào? Tôi làm được món này. Dạ. Wow. Món này á nè, món này tôi làm nè. Làm món khó không anh? Dạ. Món này á là... Món này anh không có làm mà... Dạ. Anh cưỡi nó ra. Múc nó ra. Món này là... bà xã làm. À. Món này cho anh. Món này ở nhà làm, nhà ta làm. Món này cho cả... Này ai nấu nè, này ai nấu. Cái này bà nấu luôn. Trời ơi. Ủa vậy là cái vụ mà nó. Ủa cái vụ canh chua này sao anh? Ủa? Tôi sắc cho thôi, tôi phụ bếp hai. Anh có thường vô bếp không anh? Không. Không có luôn chứ thường. Hôm nay bị ép lắm, bị ép rồi, bị chương trình ép lắm tôi mới vô tôi làm này nè. Hôm nay chúng ta ăn gồm có canh chua nè, cá thịt kho tộ nè, cà ri bánh mì nè, những món mình thích đó. Hy vọng là Quốc Thuận với lại Như Thảo thích. Mời em nghe. Mời em đi. Em nghe cái người rành về ẩm thực chưa? Đó, canh chua nè, cá thịt kho tộ. Đúng rồi, cá thịt kho tộ nè. Cá thịt kho tộ là hoàng nha. Thấy chưa, dùng từ chính xác nha. Ăn cơm hay là ăn mình? Nói là cá kho tộ hoặc thịt kho tộ. Cá thịt kho tộ. Nói chung là em với Thảo là dân miền Tây đó. Rồi, cho nên mà gặp cà ri cái tóc nó dựng đứng vậy nè. Cái món này á là đưa tên tuổi của bà lên nổi tiếng luôn, là món cà ri. Ồ vậy hả? Tạo nên tên tuổi. Là nghe nói là chị Hương là vang danh ở bên xứ sở Hoa Kỳ đúng không? Đúng rồi. Ồ vậy hả? Món này luôn. Trời đất ơi, phải thử, nhất định phải thử nè. Ủa ngon quá. Ngon thiệt nha. Thôi đi, ngon thiệt nha. Nói thiệt tình nha, lấy mì với anh Thảo. Ngon thiệt.
À, mỗi lần mà chị kỳ công nấu ra những món ăn ngon á, chị có hay hỏi anh Trung á đánh giá về món ăn của chị không? Cho điểm. Làm ngon không nói ngon, dở không nói dở. Mà có món dở nữa hả? Anh Trung ổng có hay chê không? Không, nó thú tội ưa chê em. Mỗi lần chê nghĩ chị có buồn không? Không buồn, giận không nấu nữa. Cho nhìn đó luôn. Ngày mai ra ngoài. Ngoài không nấu. Ồ vậy hay là cũng không nấu luôn. Rồi lúc đó anh ra anh Trung không nấu 2-3 ngày luôn. Lúc đó bắt đầu im, không dám nói nữa. Ba hại lắm. Thường anh đóng phim á, anh rất là nghiêm khắc. Một cái nhân vật mà rất khó chịu. Thế thì có khi nào anh mang những cái không khí đó, anh mang những cái tính cách nhân vật đây về để mà anh áp dụng lên chị không? Không. Không, phải nói nha. Anh là hay đóng vai mấy cái ông già nhà giàu mà khó là khó phải không anh? Như hay ăn giết vợ, ăn giết vợ. Sao có không chị? Chắc có quá hả? Có, chắc có là có đó. Y chang vậy luôn. Có đâu, tùy lúc thôi. Thôi ta hỏi chị, hỏi anh đâu mà anh tùy lúc. Trả lời đi. Thôi giờ con không có gì, cũng 49 năm rồi, nói gì nữa. Rồi, chịu đựng luôn. Rồi bây giờ thời gian trả lời bây giờ tất cả. Những lúc như vậy á, chị có tâm sự với mấy đứa nhỏ không? Có chứ mà. Mẹ như cơm bữa. Mẹ anh mắc cười quá, ta nó thuộc lạ quá. Nó thuộc lắm á, thuộc lòng luôn đó. Rồi, rồi mở, chưa mở miệng ra nói thôi, ngừng. Thuộc rồi, thuộc rồi, nó hoài nhức đầu quá. Phe nữ mạnh hơn mà phải nhịn thôi. Trời ơi, nhà này có một mình anh trai à. Em nhìn anh Trung nha. Em thấy anh Trung là hơi bị khó tính á. Em đi với anh một vòng hồi nãy giờ đó, em cũng thấy được là anh là người rất là nghiêm khắc. Không có là nghiêm khắc mà khó tính á. Con người ai có lúc nóng giận, mà nóng giận lúc đó mình không kiềm chế, mình nói con tầm bậy. Nhưng sau đó là mình nghĩ mình sai, là mình nói lại. Đó. Còn bà thì không có. Bà giận bà nói vậy xong bà biết sai, nhưng không nói ra. Nàng ấy không nói ra, không có chịu nhận mình sai, nhưng mà âm thầm sửa. Chứ nếu mà nói vô cái đó em sai là không được. Vậy lên nữa. Là khác rồi nha. Em hỏi chị nha, cho tới bây giờ 49 năm, cái điểm nào ở anh Trung mà chị còn cảm thấy là chị thấy chưa có vừa lòng? Anh đã có những cái thay đổi nào mà chị cảm thấy là nó tốt hơn so với trước đây mà ảnh đã từng sống với chị hay không? Thì cái tánh nó cũng bớt nóng tánh đi, cũng ít mà có gây gỗ nhiều hơn. Gây gỗ? À. Ít hơn. Lúc trước thì ổng tánh ông nóng lắm, ổng nói là ổng la lối này kia, những này cũng đã bớt lại. Bớt lại thôi chứ cũng còn. Có lần nào mà ảnh về khuya thật là khuya không? Có, ổng đi về khuya 2 giờ, 1 giờ có gì hả? Mà chị luôn. Nó ngủ nghe gì đúng không? Nó vui lắm. Có nhiều lúc anh đi á thì khoảng 3-4 giờ sáng anh đi rồi, chạy lên tới nơi. Đoàn phim cũng xa, đi tới nơi là 5 giờ mấy 6 giờ anh xếp. Tôi phải đi sớm trống đường xe nó vắng. Thì bà còn ngủ. Khi anh về á, là 1-2 giờ đêm, bà cũng ngủ. Không gặp nhau. Nó vui lắm, không ai gặp ai chứ. Nó vậy đó. Cái công việc mà nó như vậy, lần lần bà cũng hiểu thôi. Cứ mình không phải ban đầu chị cũng thức nằm dưới ghế này nè để chờ ổng về. Cái lo đó, cái canh giờ mở là quen rồi, nó chút xíu quen. Giật mình chút xíu, giật mình nó chị bị tăng xăm á, chị không có ngủ được á, cái đầu chị nó bị tăng tăng á. Rồi tối qua ngủ được không hả? Không, mấy đêm nay chị ba đêm lo mới lo. Còn cái gì chị cảm thấy buồn ở trong lòng? Em biết chị có rất là nhiều những cái sự chất chứa ở trong lòng, chị chịu rất là nhiều thứ ở trong lòng. Chị nghĩ là ông trời ông cho mình sống tới giờ này mà vợ chồng mình 49 năm này vậy là quá hay, quá tuyệt vời chị à. May mắn lắm rồi, biết bao nhiêu mà gia đình người ta đổ vỡ đủ thứ chuyện này chuyện kia. Mà mình thấy mình con mình cũng thành danh này kia, con mình nói chuyện không thành danh gì nhưng này nó cũng đầy đủ. Cũng vợ chồng rồi cũng gia đình thương yêu. Rồi mình vợ chồng mình cũng già tới từng tuổi này rồi vậy cũng được là an nhàn rồi. Vậy là mình cũng là quá hay rồi. Anh Trung không biết có nói với chị chưa? Bà Thảo biết không, hồi nãy anh Trung nói chuyện với anh cũng khá là nhiều. Nói chung là anh cũng nhìn thấy được, anh đôi khi anh cũng làm chị buồn, làm chị lo lắng. Nhưng mà tại vì bản tính anh Trung, anh không phải là cái người nó dễ thể hiện và xin lỗi hay gì đó. Cho nên là anh muốn qua chương trình này có một cái sự bày tỏ với chị. À, đây là món quà mà em muốn mang đến cho chị. Cái này bên vũ trụ gửi xuống. À, vũ trụ. Đây là cái lá thư nha. Anh đây có dán ra ngoài nha.
Của anh Trung vũ trụ gửi xuống gửi cho chị nghe. Thôi giờ cho em đọc nghe. Heo yêu của anh ơi, chấm vàng. Từ khi còn trẻ mình quen nhau, mến nhau rồi cưới nhau. Lúc đó anh vô tư chưa chuẩn bị gì cho cuộc sống gia đình, chưa có sự nghiệp vững chắc để lo cho mái ấm hôn nhân. Hai đứa lấy nhau trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Rồi khi có con, anh đam mê nghiệp diễn và còn quen nếp sống độc thân, nên phó mặc em vừa đi làm vừa chăm sóc các con. Anh chưa lo cho gia đình một cách đầy đủ. Ba cũng xin lỗi các con của ba trong thời gian thơ ấu của tụi con. Ba không đủ điều kiện lo cho các con trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, và ba cũng không tập trung hết sức lo cho các con. Hôm nay thông qua chương trình, anh muốn nói lên tâm tư của anh, chứ tính anh ít thích nói những lời hoa mỹ có cánh. Chắc em buồn giận anh về không nói ngọt vợ yêu. Anh tin rằng mình vẫn còn thời gian, tuy là ngắn ngủi, nhưng đủ để mình chăm sóc lẫn nhau, quan tâm thương yêu nhau, chia sẻ vui buồn của tuổi già. Đó là mong ước và hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Cảm ơn em, người vợ luôn đồng hành cùng anh trong lúc khó khăn hay vinh quang, lúc khỏe mạnh hay đau yếu. Em và các con là tất cả lẽ sống của anh. Chồng yêu của em, Mã Trung. Nhân chương trình này chị cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho vợ chồng chị hiểu nhau nhiều hơn nữa. Em cũng cảm ơn anh vì cũng giờ mình già rồi đâu còn bao nhiêu lâu nữa, sống bao nhiêu lâu. Đây em gửi cho chị của anh đó. Đến từng tuổi này mấy chục năm rồi, và đến tuổi này cũng phải gọi là cụ rồi, già rồi, mà vẫn còn đủ sức khỏe, vẫn còn chăm sóc nhau được. Có đôi khi anh với bà vẫn giỡn đùa nhau được, mỗi sáng thức dậy là cùng ăn, là đi chợ đi đây đó chở nhau đi, cái đó đều là hạnh phúc rồi. Thì mình nghĩ thực tế như bây giờ đó, thì chúng ta nên trân trọng những giây phút đó, và trân trọng những cái thời gian còn lại nó ngắn lắm, phải cần chăm sóc nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, và nên xóa bỏ bớt những cái ai cũng có lỗi lầm hết. Anh đừng có soi vào cái lỗi lầm đó nhiều quá, nó sẽ giảm bớt cái tình cảm đối với nhau, vợ chồng với nhau, yêu thương nhau không hết, giận hờn làm cái gì. Nếu con anh nói gì nó cứ sợ mỗi lần ở đây mà ba má buồn hay là cái gì đó, nó gọi điện về hay là mấy đứa nó lên chơi, nó muốn ba má lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Cái điều đó là cái sự có hiếu của nó nghĩ vậy, nó quan tâm tới mình rất là quý với Thuận. Không phải là vấn đề là cái tiền bạc không, mà vấn đề là quan tâm với nhau thôi. Chồng con thương yêu em mà, đúng không? Mấy chục năm rồi thì bạn bè mấy chục năm còn là tri kỷ, còn mến nhau, cũng gì là vợ chồng nhau. Kỳ. Trời ơi. Nhờ chương trình này để khơi gợi, có dịp để khơi gợi với hai chồng có những cái khó nói với nhau, khơi gợi những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm vui buồn cuộc sống trước đây mấy chục năm hai đứa ở với nhau đó, thì mới nhìn ra được vấn đề. Mình mong rằng đây cũng là một cái thông tin rồi mọi người chia sẻ để cảm thấy trân quý nhau hơn trong cuộc sống, vợ chồng yêu thương nhau hơn. Cái đó là cái điều tốt thôi. Rồi, cảm ơn anh Trung. Cảm ơn Trung. Chúc anh chị luôn luôn tràn đầy yêu thương, thật là nhiều hạnh phúc. Và ngày hôm nay em nghĩ là ba con gái của chị sẽ là ba vị khán giả hạnh phúc nhất. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn Võ Cửa nha. Cảm ơn Quốc Tuyền, Duy Thảo. Rồi. Chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà và ủng hộ Thuận Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.